Câu 196 đến câu 200, bài này có 3 bài đọc. Bài đọc thứ nhất là một cái invitation, một cái thiệp mời ha. Bài đọc thứ hai là một cái information, một cái thông tin. Bài đọc thứ ba là một cái email. Câu 196, cái invitation, cái thiệp mời này nè, là bài số 1 thì rất có khả năng được dành cho ai? Ok, đã đáp án trước nha em. Câu A, một cái customer, một khách hàng, thiết bị, sức khỏe. Câu B, một attendee, người tham dự, former, trước đây của một cái hội chợ về y tế, y khoa. Câu C, một sponsor, nhà tài trợ của một cái bệnh viện. Câu D, một editor, biên tập viên của một cái tạp chí về công nghệ, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò đoạn đầu tiên của bài số 1 thử nha. Đây có cái tựa đề mình đọc luôn nha em. Chúng tôi hy vọng là sẽ gặp lại bạn tại cái Expo, là buổi triển lãm về y tế y khoa Atlantic này. Ok. Trong cái năm lần thứ 13 đó, thì cái Expo, cái buổi triển lãm về y tế y khoa Atlantic, viết tắt là AME, sẽ bring together, sẽ tập hợp những cái representative, người đại diện đến từ những cái industry, là những cái ngành về dược nè, và technology, công nghệ, y tế, chăm sóc sức khỏe. The event, cái sự kiện sẽ take place diễn ra ở Charleston. As always, như thường lệ thì nó sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8. Ok, vậy cái chủ đề của cái Expo, cái buổi triển lãm này là về gì vậy em? À, về y tế, y khoa phải không nào? Vậy chúng ta xem đáp án thử coi có đánh được chưa nha. Câu A, cũng chưa biết được là câu nào phải không nào, bởi vì câu nào nó cũng có liên quan đến y tế y khoa cả. Vậy để biết được rõ hơn, chúng ta dịch thêm một chút xíu nữa nha em. Dịch tiếp ha, as, bởi vì công ty của bạn nó operated, hoạt động hay là mở một cái booth, một cái quầy, một cái gian hàng tại AME, là tại cái buổi triển lãm này nè, vào năm ngoái. Cho nên bạn qualify for, bạn có đủ điều kiện để nhận được giảm giá 20% cho cái gói này nè. Ok, vậy cái thiệp mời này gửi đến ai vậy em? À, gửi cái công ty này nè. Công ty này á đã mở một cái quầy vào năm ngoái tại cái buổi triển lãm này, có nghĩa là công ty này đã tham dự cái buổi triển lãm này vào năm ngoái rồi ha, và thông báo với họ rằng họ nhận được giảm giá là 20%. Ok, vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu B phải không nào, là một người tham dự trước đây của cái hội chợ về y tế y khoa ha. Câu 197, according to the information, theo như cái bản thông tin á, là bài số 2 phải không nào? À, thì exhibitors, những người tham gia triển lãm á, thì nên làm gì tại cái manager's office? Về từ khóa là từ nào vậy em? À, manager's office form nào? Đáp án trước nha. Câu A, complete, hoàn tất những cái form đăng ký. Câu B, pick up, lấy những cái bản copy của sách hướng dẫn. Câu C, request, yêu cầu hoàn tiền đặt cọc. Câu D, có được những cái badges, những cái thẻ đeo, những cái thẻ bản tên, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò từ khóa xem manager's office ở vị trí nào trong bài số 2 nha. Đây bài số 2 nè em, manager's office. Ok, ở đây phải không nào? Em xem nè, đây là một cái bản thông tin về cái gì em? Về cái expo, về cái buổi triển lãm phải không? À, có ngày, có giờ, có thông tin chi tiết và có địa điểm. Tại địa điểm manager's office, người ta làm gì vậy em? Đây, distribution of badges, là phân phát thẻ đeo bản tên, thẻ tên á. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, đáp án là câu D ha. Câu 198, what type of company? Cái công ty Cryoplex thuộc cái loại hình công ty nào? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, Cryoplex ha. Rồi đáp án trước nào? Câu A, một cái nhà bán lẻ thuốc hay là dược. Câu B, một nhà sản xuất dụng cụ về y tế. Câu C, a developer, một cái nhà phát triển những cái máy móc large scale. Câu D, một cái nhà sản xuất uniform, đồng phục về y tế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Cryoplex ở bài số mấy nha em. Giờ tiếp bài số 2 xem có không nào. À, không có ha. Bài số 3 thì sao? Ở đây có từ Cryoplex, phải không? Rồi cùng đọc cái câu này nha em. As they arrived, bởi vì chúng hay là họ đến trễ hơn một ngày. Chúng hay là họ là ai hay là cái gì? Chúng ta đọc cái câu ở phía trước thì dễ hiểu nha em. Đây, unfortunately, không may mắn thay, thì công ty của bạn á, cái gì của công ty của bạn em? Cái những cái sản phẩm trưng bày của công ty của bạn không có được giao hàng đúng theo cái ngày giao hàng được lên lịch trình. Bởi vì chúng đến trễ hơn một ngày, cho nên tôi rất là tiếc phải thông báo với bạn rằng Cryoplex sẽ không có được phép operate, mở hoạt động một cái quầy, một cái gian hàng ở Gala 10 trong năm nay. Mình cũng chưa biết được Cryoplex là thuộc loại công ty gì phải không nào. Cùng dịch tiếp nha. I understand, tôi hiểu, cái công ty giao hàng á, nó đã không có nói cho bạn nghe về cái sự delayed, trì hoãn cho đến ngày 9 tháng 8. Tuy nhiên tôi không thể cấp một cái sự ngoại lệ trong cái quy định của chúng tôi ha. Cũng chưa biết luôn, dịch tiếp nha em. Xem cái đoạn ở dưới có Cryoplex hay không. Có nè, phải không nào. Cùng dịch tiếp nào. Mặc dù bạn không thể mở một cái gian hàng, một cái quầy ở cái buổi triển lãm, nhưng mà bạn á, cùng với ba cái nhân viên Cryoplex đi cùng với bạn có thể đến thăm cái buổi triển lãm và tham dự tất cả những cái bài diễn văn nè, buổi diễn thuyết nè, những cái nghi thức và những cái buổi hội thảo, cũng chưa biết luôn. Vậy đây rất có khả năng là câu liên hệ hay em hai, vì chúng ta dò lên thử đi, xem những cái bài ở trên có cái thông tin gì nó giống với những cái thông tin lúc nãy chúng ta dò hay không. Bài số 2. À, có cái thông tin giống là cái Gala 10 nè, phải không em? Gala 10. Thì mình biết được cái thông tin trong bài số 3 là gì? Là cái Cryoplex á, nó dự định mở một cái gian hàng ở Gala 10.
Thôi hôm nào đọc lại câu này nha. Chúng tôi rất là tiếc khi mà thông báo với bạn rằng Clive Black á, thì sẽ không có được phép mở một cái quầy hàng ở trong cái Gala 10 trong năm nay. Có nghĩa là họ dự định mở ở Gala 10 phải không nào? Nhưng mà bây giờ không được phép rồi. Thì bây giờ mình coi Gala 10 chỗ này diễn ra việc gì nha. Đây, Booth Assembly là lắp ráp những cái quầy nè. Rồi ngày 15 tháng 8 thì làm gì đây? Những cái quầy thì must be phải được tháo ra. Ok, tháo dỡ ra. Cũng chưa có đáp án luôn. Nhìn lên bài số 1 thử em nha, xem có không. Giờ tiếp chỗ này xem. À, có từ Gala 10 nữa nè, phải không em? Rồi cùng dịch cái câu này nha. Boots, những cái gian hàng cho những cái machinery, những cái máy móc y tế mà large scale á, thì sẽ được bố trí ở bên ngoài trời, ngay cái khu Gala 10. Ok, vậy thì chắc chắn là cái công ty Cryoplex em là chuyên về cái gì rồi? Large scale medical machinery, phải không nào? Bởi vì nó bố trí những cái sản phẩm của nó ở Gala 10 mà, phải không nào? Vậy đáp án chính xác là cô C ha. Một cái nhà phát triển những cái máy móc large scale, được không? Câu 199, những cái sản phẩm của công ty Cryoplex đã được giao đến địa điểm khi nào? Ok, vậy từ khóa là từ nào vậy em? Cryoplex products deliver, phải không nào? Đáp án là những cái ngày. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ dò những cái ngày và xem chỗ nào có từ khóa thì đó là đáp án hay em ha. Rồi, lúc nãy chúng ta có đọc ở bài số 3 là về sản phẩm của Cryoplex, phải không em? Và nó là gì đây? Đây nè, câu này nè, phải không nào? Unfortunately, thật không may, những cái phẩm sản phẩm trưng bày của công ty của bạn á thì không có được giao theo đúng cái ngày giao được lên lịch trình, as they arrive, bởi vì chúng á đến trễ hơn một ngày. Ok, vậy mình chỉ biết thông tin là những cái sản phẩm này là nó không được đúng, được giao đúng theo cái ngày giao hàng đã được lên lịch trình, nó đến trễ một ngày chứ mình không có biết ngày cụ thể là ngày nào hết. Vậy đây rất có khả năng là một câu liên hệ nữa ha, và chúng ta sẽ dò lên bài ở trên xem bài nào có ngày vậy em. À, bài số 1 và số 2 đều có ngày hết. Bài số 1 á, là ngày 12-14. Nhưng ngày 12-14 là ngày gì vậy em? Là ngày cái sự kiện sẽ diễn ra, phải không nào? Rồi tiếp, còn bài số 2 thì sao? Bài số 2 có những ngày là 10, là 11 và 15. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem bài số 2 những ngày này có cái delivery gì không em nha. À, ngày 10 phải không nào? Ngày 10 có cái gì đây em? Deliver, mình phải đọc câu này nha. Tất cả những cái sản phẩm trưng bày phải được giao. Có nghĩa là nó bắt buộc có những cái sản phẩm trưng bày phải được giao vào đúng ngày mấy em? Ngày 10 tháng 8 ha. Nhưng mà cái sản phẩm của công ty Cryoplex á, lại giao sao em? One day late, trễ mất một ngày. Vậy có nghĩa là nó giao vào ngày mấy ha? À, ngày 11 phải không nào? Vậy đáp án là câu B ha. Câu 200, Miss Biddy. Miss Biddy đã cung cấp cái gì như là một cái compensation, một cái sự bồi thường? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, Miss Biddy and compensation, phải không nào? Đọc đáp án trước nha cô A. Một cái chỗ quảng cáo nào đó, cô B. Một cái sự tham gia vào gathering, một cái buổi gặp gỡ, một cái buổi hội mặt exclusive, dành riêng cho ai đó ha, cô C. Return, trả lại cái transportation, có nghĩa là cái phí vận chuyển hay là phí đi lại ha, cô D. Một số cái vouchers, phí quà tặng, dining là đi ăn, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò thử xem Miss Biddy và compensation ở vị trí nào nhanh nha. Câu cuối rồi thì mình dò bài cuối trước ha. Bài cuối có Miss Biddy không? Có phải không nào? Bài là người ký tên nè, viết cái email nè. Ok, rồi mình dò xem có compensation, bồi thường hay không nha. Mình dò câu mà mình chưa dò đi em, từ chỗ này cho đi nè. To make up. To make up, mình có từ make up là gì em? Đền bù hay là bồi thường hay là bù đắp, phải không nào? Vậy thì nó cũng giống với từ compensation thôi ha. Rồi dịch nha. Để mà bồi thường, để mà bù đắp cho cái sự bất tiện á, tôi đã request, yêu cầu rằng sẽ có những cái vouchers, những cái phiếu quà tặng ở nhà hàng sẽ được thêm vào cái gói khách hàng của bạn. Ok, vậy được tặng gì vậy em? À, một cái restaurant vouchers, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào ha? Ok, câu D, phải không nào? Dining vouchers, nó cũng giống với lại restaurant vouchers thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Bài đầu tiên là một cái invitation, một cái thiệp mời ha. We hope to see you again, chúng tôi hy vọng sẽ được gặp lại bạn tại cái expo. Mình có từ expo là viết tắt của từ gì vậy em? À, exposition ha. Gặp rồi, phải không nào? Có nghĩa là buổi triển lãm ha. Cái buổi triển lãm medical là về y tế, y khoa đó. Cái buổi triển lãm y tế Atlantic, Đại Tây Dương ha. Trong cái năm lần thứ 13 đó, thì cái expo, cái buổi triển lãm y tế Đại Tây Dương, viết tắt là AME, sẽ bring together, là tập hợp những cái representative, có nghĩa là người đại diện ha. Từ industries, mình cái từ industry á, ngoài cái nghĩa là công nghiệp thì có nghĩa là ngành nghề đó em, ngành ha. Từ những cái ngành pharmaceutical là dược á, từ những cái ngành dược, thuốc đem dược ha, và cái công nghệ y tế chăm sóc sức khỏe, được không nào? Healthcare, chăm sóc sức khỏe ha. The event, các sự kiện sẽ take place, diễn ra ở Charleston. As always là như thường lệ. As always, như thường lệ ha. Như thường lệ thì nó sẽ run, được tổ chức hay là diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8. As your company, bởi vì công ty của bạn đó đã operate, mình có từ operate là hoạt động hay là mở,
mở một cái gì đó, một cái văn phòng chẳng hạn ha. Quay lại nè, bởi vì cái công ty của bạn đã mở một cái booth, mình có từ booth là quầy hay là gian hàng ha, đã mở một cái quầy, một cái gian hàng tại cái triển lãm này nè vào năm ngoái, cho nên bạn qualify for, một cụm rất hay gặp, qualify for có nghĩa là đủ điều kiện hay là đủ tiêu chuẩn ha, đủ tiêu chuẩn hoặc là đủ điều kiện để nhận được cái gì, để làm được cái gì ha. Bạn đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn để mà nhận được discount, giảm giá 20% cho cái package, cái gói vendor, người bán hàng deluxe là hạng sang, hạng cao cấp á. Ok, mà cái gói này nè sẽ bao gồm một cái bàn, bốn cái ghế và truy cập internet ha. Cũng như vậy thì vui lòng chú ý rằng những cái exhibitors, mình có từ exhibitors là người triển lãm em, người triển lãm ha, những người triển lãm những cái thiết bị y tế và dược á thì sẽ không cần phải chia sẻ chung một cái khu vực vào năm nay. Đã có một số cái confusion, mình có từ confusion có nghĩa là rắc rối, sự rắc rối ha, hay là sự rối loạn á, sự rắc rối hay là sự rối loạn. Đã có một số cái rắc rối hay là rối loạn vào năm ngoái, vì thế chúng tôi đã tạo ra những cái nơi separate là tách biệt hay là riêng biệt ha. Những cái nơi riêng biệt, tách biệt cho mỗi cái category là loại á, cho mỗi loại ha. Ok, tại cái convention center có nghĩa là trung tâm hội nghị, convention là hội nghị đấy, tại trung tâm hội nghị này. Ok, tất cả những cái quầy gian hàng về dược đó sẽ được tọa lạc ở cái sảnh chính của cái trung tâm, và những cái gian hàng mà về thiết bị dụng cụ y tế đó thì sẽ được set up, là bố trí ha, sẽ được bố trí tại cái phòng này nè. Còn những cái gian hàng mà về machinery, máy móc y tế mà large scale á, mình có từ large scale là kích cỡ lớn nè, kích cỡ lớn ha, những cái máy móc về y tế mà có kích cỡ lớn á thì sẽ được set up, bố trí ở cái khu vực ngoài trời là gala tent, được không nào? Rồi, cái bài số 2 ha là một cái bản thông tin về cái expo, cái buổi triển lãm y tế Atlanta Đại Tây Dương hàng năm lần thứ 13. Đây, ok, mình có từ manual. Manual có nghĩa là sách hướng dẫn đây, hay là sổ hướng dẫn ha. Manual, sách hướng dẫn, sổ hướng dẫn, từ này cũng rất là quan trọng. Manual, cô dịch lại nha. Cái sách hướng dẫn, cái sổ hướng dẫn cho những cái người triển lãm tại cái buổi triển lãm về y tế Đại Tây Dương hàng năm lần thứ 13. Venue, địa điểm là tại cái trung tâm hội nghị này. Ok, ngày, giờ, details là thông tin chi tiết, location là địa điểm. Ngày 10 tháng 8 từ 4 giờ đến 8 giờ chiều á thì sẽ distribution. Distribution là sự phân phát ha. Badges là những cái thẻ đeo hay là thẻ bản tên á. Thẻ đeo hay là bản tên ha. Phân phát những cái thẻ đeo, những cái thẻ bản tên, được không nào? Địa điểm là tại cái văn phòng quản lý. Rồi, thêm vào đó thì tất cả những cái sản phẩm mà trưng bày á thì phải được giao. Địa điểm là tại cái bãi đậu xe lot D2, được không nào? Rồi, ngày 11 tháng 8 á từ 1 giờ đến 6 giờ chiều á thì assembly, mình có từ assembly là lắp ráp, em, sự lắp ráp ha, lắp ráp, assembly, lắp ráp những cái quầy, những cái gian hàng. Địa điểm là tại main hall, sảnh chính này, rồi phòng này là garden ha. Rồi ngày 15 tháng 8 từ 7 giờ đến 11 giờ tối á thì những cái gian hàng phải được disassemble, mình có từ assemble là lắp ráp nè, lắp ráp ha, lắp ráp, họ hàng với từ assembly. Còn dis có nghĩa là cái tiền tố, phủ định, thì có nghĩa là tháo gỡ, lắp ráp ha. Những cái quầy, những cái gian hàng phải được tháo gỡ ra. Ok, đây là địa điểm, được không nào? Rồi bài số 3 là một cái email ha, gửi đến cho Ronald Liu, gửi từ Brooke Betty. Ngày gửi là ngày 12 tháng 8. Với cái chủ đề là regulations, là quy định hay là quy tắc, từ này cũng rất là hay gặp. Quy định, quy tắc của cái hội nghị, của cái buổi triển lãm này ha. Rồi, Mr. Liu thân mến, Willow Goodell từ cái phòng thông tin, cái bàn thông tin á, đã cho tôi biết về cái situations, cái trường hợp của bạn, và pass along có nghĩa là chuyển thông tin ha. Pass along là chuyển thông tin, chuyển thông tin gì đó sang cho ai ha. Và đã chuyển cái thông tin về cái địa chỉ email của bạn cho tôi. Unfortunately, không may thay đó, thì cái sản phẩm trưng bày công ty của bạn đã không có được giao vào cái ngày giao hàng được lên lịch trình as, bởi vì chúng thì đến trễ hơn một ngày, cho nên tôi rất là regret, mình có từ regret là tiếc ha, hối tiếc, tiếc nuối đó, tiếc. Tôi rất là tiếc khi mà phải thông báo với bạn rằng Cryoplex sẽ không có được phép để mà operate, mở một cái gian hàng, một cái quầy ở cái Gala 10 trong năm nay. I understand, tôi hiểu là cái công ty giao hàng á nó không có nói cho bạn nghe về cái sự delay, cái sự trì hoãn cho đến tận ngày 9 tháng 8. However, tuy nhiên tôi không thể grant là cấp đem, cấp ha. Tôi không thể cấp một cái exception là sự ngoại lệ ha, ngoại lệ.
tôi không thể cấp một cái sự ngoại lệ theo như cái quy định của chúng tôi. Ok, mặc dù bạn không thể có một cái quầy, một cái gian hàng tại cái buổi triển lãm, nhưng mà bạn cùng với ba người nhân viên của công ty Cryoplex Accompany, mình có từ accompany đó em, accompany ha, có nghĩa là đi cùng để mà hỗ trợ ai ha, đi cùng giúp đỡ hay là hỗ trợ. Cùng với ba nhân viên của công ty Cryoplex đi cùng hỗ trợ với bạn á, thì có thể đến cái exhibition, cái buổi triển lãm và tham dự tất cả những cái speeches, là những cái bài diễn thuyết, buổi diễn thuyết, ceremonies có nghĩa là những cái nghi thức, nghi lễ ha, nghi lễ, ceremonies, nghi thức, nghi lễ và workshop, hội thảo. To make up, mình có từ make up có nghĩa là đền bù hay là bồi thường ha, hoặc là bù đắp, đền bù bồi thường hay là bù đắp, make up. Để mà đền bù, bù đắp cho cái sự bất tiện á, thì tôi đã yêu cầu những cái phiếu quà tặng ở khách hàng, ở nhà hàng đó đã được thêm vào trong cái gói khách hàng của bạn, được không nào? Rồi ký tên ha. Coordinator có nghĩa là gì em? Điều phối viên ha, điều phối viên, điều phối viên của cái buổi triển lãm, được không nào? Có 196 câu bi, mình có từ former là trước đây, từ này rất hay gặp nha. Former là trước đây ha. Attendee rất quen có nghĩa là gì em? Người tham dự. Fair là hội chợ ha, rất là hay gặp luôn. Ok, vậy câu B có nghĩa là một cái người tham dự trước đây của một cái hội chợ về y tế. Câu C mình có từ sponsor có nghĩa là nhà tài trợ, cũng rất là hay gặp ha, nhà tài trợ. Câu D mình có từ editor là biên tập viên ha, người biên tập hay là biên tập viên của một cái tòa soạn đó, hay là một cái tờ tạp chí nào đó ha. Ok, câu 197. Câu A mình có từ forms, registration, đăng ký, một cái form đăng ký ha. Câu C, security deposit có nghĩa là tiền đặt cọc đó em, tiền đặt cọc ha, tiền đặt cọc, security deposit. Ok.